Dạ, em tên là Đặng Hồ Quỳnh Lan, ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 28 tuổi. Năm ngoái em đã tốt nghiệp trường mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai vẽ và múa này em đều cảm thấy là em yêu thích như nhau. Lúc hồi còn nhỏ đó thì em cũng xin gia đình cho vào học trường múa, nhưng mà gia đình lại không thích lắm, bởi vì gia đình có nhiều người theo ngành vẽ. Nó có những cái điểm tương đồng gì hay không mà em lại thích cả hai môn này? Em thích cái gì đó đẹp? Thích cái đẹp đúng không? Dạ, nó đều phóng khoáng hết, rất là tự do. Cái tuổi thọ của diễn viên múa nó rất là ngắn, cho nên là cái gì mình làm trước được, sau này mình không thể làm á, thì mình nên làm trước. À, có nghĩa là em sẽ tập trung vào nhảy múa. Dạ. Để nhảy đến khi nào mình không còn nhảy được nữa, mình sẽ quay lại họa sĩ. Dạ, đúng hay rồi. Quá, vậy là con đường của em lúc nào cũng có sẵn. Dạ, cái... có sẵn. Những cái coi như là cái gọi là cái tài sản mà coi như là của hồi môn của em. Dạ. Đúng không? Dạ. Âm nhạc bắt đầu. Chị thích nhất là em. Phần thi của em rất là tốt, chị không còn gì để chị nói. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Cái cách mà em chọn nhạc là anh đã thấy là rất là khó rồi. Và anh rất thích ở một số những cái điểm. Khi mà em quay đằng sau vào cái bang, người ta sẽ nghĩ là em sẽ dùng một cái động tác đó ở hông, nhưng mà em lại dùng cái tóc. Cái tóc, lúc ấy anh Huy Dương là wow. Tức là anh không hề nghĩ những cái rất là đơn giản. Tức là mình có thể tận dụng những cái đơn giản để tạo thành một cái bất ngờ. Thì đấy là một cách xử lý rất là thông minh. Dạ. Thì đấy là cái mà anh rất thích ở trong cái bài diễn của em. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Không thể nào mà anh từ chối em được. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Anh cũng vậy. Cảm ơn anh.